Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vừa làm mũi, Huyền Hợp Rê đã đổ tiền mua quà sắm Tết cho bố mẹ. Ngay khi tháo băng chiếc mũi mới, Huyền Hợp Rê đã đưa người chị em thân thiết của mình Úc Mini về Quảng Ngãi đón Tết chung. Sau khoảng thời gian dài ở Sài Gòn làm việc, cô đã có thể gửi tiền cho bố mẹ sửa sang lại nhà cửa đồng thời còn đưa các thành viên trong nhà đi mua quà sống quần áo chuẩn bị chào năm mới sang thế vậy phản ứng của mẹ nữ youtuber vô cùng hạnh phúc huyền hà rê mang rất nhiều quần áo giày dép về tặng mẹ chia sẻ trên kênh cá nhân huyền hà rê cho biết bản thân đã chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi về quê đón tết cùng gia đình tuy nhiên do một số lý do nên cô chỉ có thể đem được quà của mẹ về trước còn đồ của em trai và bố phải để lại vì muốn mẹ có quần áo mới đón tết nên cô đã mua tặng một chiếc váy cùng hai đôi giày cao gót màu đen sau khi diện lên mẹ cô vui mừng ra mặt không ngừng khen ngợi mắt nhìn của con gái huyền hà rê còn tiết lộ thêm sắp tới cô sẽ đưa mẹ đi làm tóc làm lông mày sữa răng còn bố và em trai cô sẽ đưa họ đi sắm đồ sau cô phấn khởi ra mặt khi mang quà ra cho mẹ xem huyền hà rê cẩn thận đi giày cho mẹ mẹ cô cũng không ngừng khen ngợi món quà bất ngờ của con gái không chỉ đưa cả gia đình đi mua sắm đón tết huyền rê còn đang cố gắng tích cóp thêm tiền để phụ giúp bố mẹ sửa nhà chia sẻ về điều này bạn thân cô úc mini cho biết căn phòng mới này huyền vừa gửi tiền về cho bố mẹ để sửa lại huyền tự đi làm kiếm tiền rồi huyền tự thiết kế luôn rất đẹp và hoành tráng mấy nữa huyền có điều kiện kinh tế huyền sẽ sửa hết cả nhà luôn còn giờ huyền cũng đang sửa từng phòng một cố gắng tích lũy thêm tiền thôi căn phòng nhỏ mà huyền tự bỏ tiền ra sửa sang lại hiện tại cô nàng đang cố gắng kiếm thêm tiền để tiếp tục sửa nhà cho bố mẹ từ khi về quảng ngãi huyền hờ rê và úc mini ngày nào cũng bận rộn làm việc nhà phụ giúp cho bố mẹ dù thân hình nhỏ bé không thể làm được việc nặng nhưng cả hai vẫn rất chăm chỉ thậm chí hai nữ youtuber còn coi đó là niềm vui của mình không ngừng cười đùa vui vẻ trong lúc làm việc huyền hờ rê chăm chỉ làm việc phụ giúp gia đình qua cách trò chuyện, có thể thấy Úc Mini và bạn trai có mối quan hệ rất tốt với Huyền Hờ Rê. Thậm chí lần về Quảng Ngãi này, Úc Mini còn dành thời gian dạy cho em trai Huyền Hờ Rê cách quay Youtube. Từ đó cậu bé có thể hỗ trợ chị gái của mình làm việc. Thời gian rảnh khác, họ lại cùng nhau đi chợ nấu cơm gặp gỡ mọi người xung quanh. Theo lời mẹ Huyền Hờ Rê cho biết, năm nay Úc Mini sẽ đón Tết cùng gia đình bà, nhưng sang năm sau Huyền Hờ Rê sẽ đón Tết tại nhà Úc Mini. Có thể thấy cả ba đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ tại quê nhà Huyền Ngà Rê. Vì có cơ thể khác biệt nên Huyền Ngà Rê sẽ phải cố gắng hơn nhiều so với những người khác, mong rằng với sự nỗ lực đó, cô nàng sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.